Sám bao hiếu mẫu thân, báo ân nghĩa trọng vô biên, quyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi. Dương trần con chịu mồ côi, 24 thảo chưa bồi dưỡng sinh. Nhớ câu đất rộng trời dài, sông sâu bể thắm non đài cách xa. Mẹ hiền khuất giảng trong nhà, bỏ con thơ dại giàu ra một mình. Đau lòng vì nỗi tử sanh, nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly. Cháu con sầu thảm ai bi, ra vào chẳng thấy dung nghi. Hàng ngày trời cao đất thẳm có hay, mẹ con xa cách càng cay càng phiền, con còn vui sống triền miên. Mất mẹ gan ruột đau điên, muôn phần than ôi từ mẫu thâm ân. Biết đâu tìm kiếm phân dân, đêm ngày nhớ ơn cúc dục cao dài. Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh, sớm khuya lặng lẽ một mình, vắng sao quạnh trước bóng hình mẫu thân. Dưỡng sanh non biển sanh bằng, cứu mang 10 tháng giả hằng lo âu. Nhiều khi âm tử khấn cầu, cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng. Khi con vừa mới lót lòng, 3 năm bu mồm ẩm bồng trên tay. Mẹ cha vất vả đêm ngày, trong con mau lớn chẳng nài công lao. Nhất là những lúc ốm đau, mẹ cha khổ cực không sao nghĩ bàn. Thuốc than luôn chịu cơ hàng, thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng. Khuyên con ăn ở có chừng, nào là trai gái giữ thuần nết na. Dạy con khắp hết việc nhà, mẫu từ tử hiếu thuận hòa nên danh. Bây giờ nhìn nấm mồ xanh, mồ đầy cỏ mọc chung quanh bịch bùng. Về nhà thấy dạng chân dung, đèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân. Nhớ mẹ đau khổ muôn phần, tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng.
lòng con thương nhớ thở than cơm dưng ba bát dây gian mẹ về làm sao trả tao báo ân. Đôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than đêm thâu giấc mộng mơ màng. Giật mình tỉnh giấc bàn hoàng năm canh mẹ đà về chốn Diêm Thành. Bỏ con dương thế cam đành xót xa. Ruột đau từ đoạn thiết tha nhớ thương từ mẫu lệ xa con cầm. Năm canh con trẻ đang nằm áo khô nước mắt ướt dầm như mưa. Hồn về chinh suối xa đưa Diêm là quỷ sứ ngưu lừa gốm ghê. Suối vàng cũng gọi là quê ai ai không khỏi đỏ về khổ thân. Làm con bao hiếu chuyên cần nguyện cầu Phật tổ oai thần cứu ra. Ngày nay thiết lễ trai gia lòng thành cầu Phật Di Đà chứng minh. Quan Âm thế chỉ đồng thinh đức ngài Địa Tạng độ hình mẫu thân. Hà sa chư Phật long thần phong quan tiếp dẫn mẫu thân thượng trình. Hương hồn về chốn Phật đình sen vàng chính phẩm hóa hình ngồi trong. Ngồi trên phẩm bao hư không nương theo chân Phật thông giống lạ thành. Mẹ đã về cõi vô sanh tội tiêu nghiệp dứt qua lành muôn năm. Lại cầu chư Phật từ tâm Di Đà thọ ký hồn âm trọn lành. Nguyện hồn về chốn lạc thành chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời cầu cho hùng đẳng thanh thơi. Hộ trì tán quyên đến nơi đạo tràng tụng kinh lễ Phật cầu an. Phát tâm tu niệm lạc ban mau